Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt Prince đã trao quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam tại phường 9 thành phố Đà Lạt. Theo đó, 68 phần quà gồm gạo, bánh chưng và nước yến đã được doanh nghiệp trao tận tay các hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam phường 9 thành phố Đà Lạt. Đây là món quà với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cùng những nạn nhân da cam, đồng thời tri ân những đóng góp của các hội viên đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Khi trở về cuộc sống đời thường, họ đã mang trên mình vết thương cuộc chiến tranh để lại. Việc hỗ trợ thêm các phần quà Tết là sự động viên tinh thần to lớn, giúp cho các gia đình nạn nhân da cam có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, an lành, tiếp tục đấu tranh chống lại nỗi đau da cam.